Còn hôm nay thì em đi, em phải đi theo làng theo sớm, em phải có những cái nét văn hóa, em phải nên gắn với cái nét văn hóa mới được. Cái này hay khi em hình dung không? Không, cái này hay đang phi. Anh nói ví dụ giờ, nói ví dụ về em muốn đặt em quay một phần. Bây giờ em muốn đặt ví dụ em muốn đặt sợi dây đi, đúng không? Thì ví dụ là thay vì em là em xách cái sợi dây em vô đồng đặt thì em phải, em nếu mà em hay em giỏi về, em hay là em giỏi về kiến thức mà em biết về văn hóa thì em có thể